Xin chào nhà, đây em mới về được 50 con OnePlus nhà mạng T-Mobile của Mỹ nha cả nhà. Đó, 50 con lận. Đây. Mà giá cực kỳ ngon luôn. T-Mobile nha, OnePlus. Đó. Lần trước em về mấy chục con là em bay mỗi ngày vài con, giờ về thêm 50 con nữa cả nhà. Nhà mạng T-Mobile nha, không phải đây. Nhiều khi nói của Mỹ cả nhà không tin. Đó thì em đang có một con đây. T-Mobile, ok chưa? Đó. Thì dành cho nhà mạng T-Mobile nhưng mà đã mở khóa rồi. Xài SIM Việt Nam ok luôn. Đó. Và giá cực kỳ ngon. Mà cả nhà biết rồi, hàng của Mỹ nó phải như thế nào? Nó hơn nội địa như thế nào cả nhà? Đó, 50 con nha. Dưới phân khúc 2 triệu 2 thôi là cả nhà có một con cực kỳ ngon, mỏng, cực kỳ sexy luôn. Cực kỳ mỏng. Quá đẹp luôn nha. Có vân tay bên này. Vân tay bên này. Rồi, màn hình 6.5 inch. Rất là đẹp luôn, full HD, độ sáng ok. Độ sáng nói chung là ngon lành màn hình nè. Đó, cả nhà ha. Đó, nhà coi nè. Em đã cài xong con này nè, cả nhà coi nè. Rất là mượt luôn, tại vì tần số quét 90 Hz. Dưới phân khúc 2 triệu 2 mà có tần số quét 90 cực kỳ hiếm nha cả nhà. Cực kỳ hiếm luôn. Đây ví dụ vô TikTok nè, đó, lướt nè. Đó. Rất là nhanh luôn. Con này tại vì nó chip 8 nhân. Tuy mỏng nhưng mà pin nó 5.000 cực kỳ trâu, mở khóa khuôn mặt. Chia đôi hai màn hình, nhân bản ứng dụng. Nói chung là nó full tiếng Việt hết nè, con này là em chạy thành bản quốc tế nè. Ví dụ nhà mạng T-Mobile đúng không? Thì nó sẽ còn app rác của T-Mobile. Đó, tập app rác thì cũng ít thôi. Đó, thì em chạy thành bản quốc tế được luôn. Đó, thì con này là như Android 12 rồi. Hồi nãy nó mới 11 rồi. Đâu, để em coi coi. Giới thiệu nè. Đây. Tên nè. Đó. 5G nha, 5G. Thì của nhà mạng thì nó chỉ có một sim thôi. Đó. Nhưng mà RAM thì 4 GB nhưng mà mình có thể tăng lên thành 3 GB bộ nhớ ảo nữa, thành 4 GB, thành 7 GB. 7 GB bộ nhớ. 7 GB RAM chứ. Rồi. Con này em cũng mới về thôi. Đó. Phiên bản nè, em sẽ tối ưu hết cho cả nhà luôn nha. Tối ưu hết. Cái này em chưa tối ưu nè, em đã dành cho cả nhà coi. Đó và tự nhiên lọt khe được 5 con Motorola phiên bản 2022 có bút. À, có bút ha. Thì con này đây. Con này là RAM 6 GB bộ nhớ 128. Nó có bút nè. Màn hình 6.8 inch. Full HD cộng. Sạc Type C 5 GB ra 5 gì? RAM 6 GB bộ nhớ 128 đúng không? 6.8 inch. Đây, nhiều khi đọc mới có mấy mẫu mà đọc quéo lưỡi luôn. À, 8 nhân ha. 8 nhân. RAM 6 GB bộ nhớ 128. Đó, một SIM cả nhà, một SIM 5G. Pin 5.000 ha. Đó thì hai con đều là pin 5.000 thì đây cả nhà thấy không? Mỏng, con nào mỏng hơn, con rẻ mỏng hơn, con này cách nhau khoảng 500.000 nha. Đó, 500.000 cả nhà. Đó, lần trước em đã nói rồi, cái phân khúc mà Motorola mà lúc đó em bán chỉ có 2280 phiên bản 2521, con này 522 nha. Ngày mai ngày mốt em sẽ có con này 2023 nè. 523 nè, đây em có luôn nhưng mà em chưa lên video, để em bán xong nữa. Đây con này 523 nè, nó sẽ màn hình nó nhỏ hơn. Màn hình nó nhỏ hơn đó, thì nó sẽ có là cái bút nè, bút bằng kim loại nè, đó màn nó nhỏ hơn. Đó, trên tay em đang là đó, hai con Motorola Motorola G Stylus 5G 2022
2023. Đó, thì con 2023 em đang để qua đây. Con 23 này đang bán, nếu là bán đúng giá luôn 2 triệu 980. Em không dám làm trên 3 triệu đâu cả nhà, từ từ. Vốn mình còn ít lắm. Một lần ôm lô hàng mấy trăm củ luôn chứ không phải là không phải vài ba cái đây cả nhà thấy không? OnePlus nè, bốc đại một con thôi cả nhà biết nó đẹp như thế nào. Đó, làm là làm hàng đẹp chứ không phải làm hàng amateur chạy tóc vẫy nè, bốc đại luôn nè. Đó, bốc đại. Đó, còn siêu luôn, nhiều nhiều con còn còn siêu luôn. Đồ đây bốc đại luôn nè, bốc đại luôn. Là cả nhà biết hàng đẹp nó như thế nào. Ok không? Đó, cực đẹp, em làm là phải như mới luôn nha. Đó, cả nhà cứ yên tâm. Cực kỳ mượt. Tần số quét 90. Đó thì cái con Tylot. Tylot có nghĩa là bút nè, phong cách. Đó, nó có bút. Đó, nó có bút. Bộ nhớ thì 6 GB. Ok không? Bộ nhớ 6 GB nó có chức năng tăng RAM nữa, để coi coi có không. Hệ thống nè, hệ thống hiệu suất nè. À, nó có tăng RAM 6 GB, nó tăng được 1.5 thành 7.5 GB. Nhưng màn hình to thì nó bù lại tần số quét chỉ có 60 thôi cả nhà, 60 thôi là cả nhà biết nó sao rồi nè. Ví dụ mình chỉ lướt nè thì nó cũng nhanh, 60 với 90 nó không khác gì mấy á, chỉ có 60 với 120 nó mới thấy khác biệt. Rồi với cái tầm giá tiền này quá ấy nè. Con này là dưới 2 triệu 7 nha. Dưới 2 triệu 7 là cả nhà có một con 2022, năm nay 2024 với nhiêu. Mới ra cách đây 2 năm nè. Ngon lành. Đó, mà em về đúng được có 5 cây thôi, dưới 2 triệu 7 cả nhà có luôn một con này 6 GB. Nhưng mà con này nó không được chia đôi ứng dụng nha. Nó không nhân bản ứng dụng, không chia đôi màn hình được. Đó thì cả nhà biết mỗi con nó có một điểm khen và điểm chê, ưu và nhược. Nè, ví dụ mình dước lên chụp ảnh màn hình, nó chỉ có chụp ảnh thôi chứ nó không có chia đôi màn hình. Đây em làm thử cho cả nhà coi nha, con này nó cực kỳ ngon, chia đôi màn hình nè. Tại vì em đang xài OnePlus mà, nhiều khi em cần vừa làm này làm kia, em nhiều lắm đấy, đồng hồ em còn làm mà. Đồng hồ nói chung là cái nào làm có tiền mình cố gắng mình làm thôi cả nhà, mình để làm noi gương cho con cháu mình, có đâu có gì đâu. Em không có ăn chơi, không hút thuốc, không xoa đọa, không cờ bạc, không gì hết. Đây nè, ví dụ mình chia đôi màn hình nè, đó một bên lướt web còn một bên mình lướt TikTok đó, đã không? Mình cài được hai, ví dụ hai TikTok luôn, hai app TikTok luôn, hai app TikTok, hai app Facebook, hai Zalo được luôn, thoải mái. Là tần số quét 90. Đó. Thì cả nhà biết con nào là ưu điểm hơn ha, thì tại mình nhìn vô, ví dụ vừa túi tiền mình mua, hoặc là mình thích có bút để mình ngồi mình vẽ, mình thích cái sự sáng tạo, thì mình chọn con này. Nhưng mà con này có 5 con thôi, em chưa có đấu được nhiều quá nha. Không phải là mình lưu lại đi, rồi bút nè. Đó, bút này bằng kim loại nha chứ không phải bằng gì đâu. Đó, cũng từ Mỹ về nè. Motorola không có bán tại thị trường Việt Nam, ok chưa? Bán toàn theo diện sách tay hoặc là nhà mạng ở bên nước ngoài thôi, bởi vì nó có một sim thôi. Thì cái con 2023 như có hai sim, một là vật lý và một là eSIM. eSIM là giống như sim ảo vậy. Đó nè. Nói chung thì con này màn hình bự đẹp. Hai con đều là chip 8 nhân. AnTuTu con này là gần 400, con này là 420. Đây. AnTuTu. Đó. Cái này là
cả nhà thường hay bị lùa gà nè, đó vô thấy động, con này mạnh, về hả, chơi game lát như gì luôn, mà mình mua về mấy triệu bạc đó. Đó là cái nhà thấy không, Moto G Stylus 5G, AnTuTu 420. Thì với 420 điểm này mình có thể chơi được mọi game rồi cả nhà. Ví dụ game nào nặng thì bắt buộc sẽ phải giảm một xíu đồ họa, ví dụ là trung bình hoặc là thấp đó để mới mượt được, đúng không? Còn mấy game mà bình thường á như Free Fire, Liên Quân, bút bút ghi chơi thoải mái nhà ơi, chơi thoải mái vô tư luôn đó, học hành giải trí tặng cho cả nhà hàng vạn bộ phim đó, hàng vạn bộ phim luôn nha, miễn phí. Với cài cho cái nhà một cái đoạn mã này thôi là cả nhà hả, chống quảng cáo vô tư. Đây dnet@google.com, rồi cả nhà thích 1.000 GB em có app cho cả nhà, tặng cả nhà miễn phí luôn, thành 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 viên VIP luôn nha. Đây nói thiệt làm thiệt đó, teraud 1.000 GB 1T, chữ dữ liệu thoải mái miễn phí, thành viên VIP nha, premium giúp em đó. Đăng nhập vô cả nhà, đăng nhập vô đó, backup dữ liệu là free, backup premium được luôn đó. Enable lên nè, thấy chưa đó, được luôn. Thành viên mà miễn miễn phí là không có được đâu, nhưng mà em có cái app này thì sẽ giúp được rất là nhiều người, như học sinh sinh viên cần dữ liệu, up backup dữ liệu 1.000 GB là biết bao nhiêu ấy rồi đó. Rồi cái app phim nè, trời ơi coi bấy bá luôn, full HD mà nhanh mượt nữa, phim bộ có luôn, app rất là nhanh luôn nha, còn hơn ở nhà đóng tiền khoảng 100 200 ngàn, rồi phim 200 kênh tivi miễn phí nữa. Đây đó, nói chung là con này là ngon, ngon bổ rẻ dưới 2,2 triệu nha cả nhà, của nhà mạng T hình T, nhà mạng T hình T đó. Hôm bữa em nói rồi, em nói mà sợ nhiều người không tin đó. Nè T hình T nè, T Mobile chứ, T Mobile, T Mobile nha, đó nhà mạng T Mobile, không biết cứ Google đó, không biết cứ Google. Con này là dành cho ở bển thôi mà mình xách tay về được đó. Còn này thì Mỹ, 3 camera 50 chấm. Đâu để coi camera ngon. Con này thì dưới 2 triệu 7 ha, dưới 2 triệu 7 nè. Nói chung là ok. Micro chụp rồi thì em thì sẽ chuyên phân khúc dưới 3 triệu cho cả nhà chơi. Còn mấy con mà chống nước đây, một nồi đây cả nhà, hết thì một nồi đây, ok chưa? Đó. Điện thoại đây. Hàng thật việc thật nha, chứ không có ấy đâu. Mấy con này bảo hành cho cả nhà 3 tháng thoải mái. Nguyên rin nè, 200 kênh tivi nè. Đó, không quảng cáo luôn. Không quảng cáo luôn, bấm vô là coi. Ví dụ mà có kênh bận hoặc kênh rảnh mình coi miễn phí mà. Đó, phim Việt có, phim nước ngoài có, kênh tivi nha. Đó, rất là mượt nè cả nhà, thấy không? Mà thấy em lướt không? 90 Hz nè. Đó. Đây, con này tần số quét 120 nè, em đang xài nè. Lướt nè. Đó, cực đỉnh luôn, con này 90 ha. 90. Đó. Thấy không? 60 thì nó sẽ chậm hơn. Rồi, thì em chỉ về được vài con Motorola, còn lại là 50 con này. Đó. Là em bán Tết luôn đó nhà ơi, đang bán Tết luôn chứ mốt Tết không có hàng đâu. Với giá nó lên cao, ông nội em lấy cũng không nổi nữa. Đó. Rồi. Thì những con máy này dành cho ai, phù hợp cho ai? Học sinh, sinh viên. Một sim bây giờ mình xài 4G bật một tháng 4G bình thường. Đó. Người già, trẻ em gì đó, ví dụ người nhiều tiền thì đâu có thể xài mấy con này làm gì, thì có thể mua làm máy phụ.
người ít tiền mua là máy chính đó, hàng Mỹ nha, hàng dành cho thị trường Mỹ, hàng dành cho thị trường nội địa thì sẽ có Abstract, còn thị trường Mỹ là chỉ có Google thôi. Còn nhà mạng thì nó sẽ cài thêm mấy cái app nhà mạng thôi. Thích thì em sẽ cài cho cái nhà bản quốc tế luôn, không có app nhà mạng luôn. Đó, còn app nhà mạng thì cả nhà nhìn nè. Cả nhà nhìn nè. Đó, tôi mobile, ok chưa? Đó. 50 cây. Phơm mỏng. Mỏng nhưng mà pin nó 5.000 nên nó cực kỳ trâu, 6,5 inch Full HD 90 tần số quét này 60 nha. Cả nhà cân nhắc suy nghĩ đi. Đó, số lượng không có nhiều đâu, từ đây em bán từ đây đến Tết thì sẽ quanh lốt thì sẽ đường dài, còn này thì số lượng nè, số lượng giành giật tranh giành các kiểu, mà phải tranh giành hàng đẹp chứ không phải hàng xấu nha. Đó thì cả nhà thấy không, hai con 6,8 mà một con 6,5, nó cũng không hơn gì mấy đâu. Đó 64 GB ghi, con này bộ nhớ RAM 4 GB, cài thêm RAM ảo 3 GB nữa là 7 GB. Rồi thích thì mình cài thêm đây, giữ backup dữ liệu nè, 1.000 GB, 1.000 GB giúp em. Đó em tặng miễn phí, không cần mua máy em cũng tặng nữa. Rồi đây, hai con màn len ken luôn, pin nè, cho coi mức pin luôn. Đây à, pin nè. Đó. Em test máy này kia nè. Đó, bình thường sạc đầy vào 4 ngày trước nè. Đó. Xài bấy văn bá luôn nè. Đó. Rất mượt ha. Con này á, hai con á, nhìn vậy chứ nó khác nhau nha cả nhà. Nó khác nhau vào cái độ tùy biến cái rum á. Đây cá nhân hóa nè, mình có thể này kia được, ông nội này khác nha. Đó biểu tượng nè, rồi màu 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 sắc đó, phông chữ, rồi tùy biến nhiều thứ lắm. Nói chung là mỗi con nó sẽ có một cái khác nhau. Em thì em làm cả nhà phân vân quá, nhưng mà hãy nhìn vô mức giá đi trước khi hãy phân vân ha, dưới 2,7 triệu. Con này thì dưới 2,2 triệu, ok cho bảo hành 3 tháng kèm heo sạc, chỉnh sẵn tất cả mọi thứ, xóa hết app rác, tặng cho cả nhà app xem phim xem tivi đó. Em biết cái gì em đều chia sẻ miễn phí luôn, còn ví dụ mà cài game 200 game á, thì cái đó cài lâu nên em phải tính phí cả nhà. Em giờ em phải kiếm thêm người phụ em chứ một mình làm hết nè. Đồng hồ điện thoại rồi smartwatch này kia nữa đó. Rồi thôi em tới đây thôi, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe ha. Đó, thì đông em còn đang test mấy con S này. S này hôm qua em có lên rồi, đây là phải nói con này ngon, quên em nãy quên nói con này. S này là dòng khác nha, nó là phân khúc khác. Con này nên so sánh với mấy con 4 hoặc 5 triệu đó, tại vì màn hình con này phải nói màn hình là cực đỉnh luôn, màn hình OLED đó. Cả nhà xài điện thoại cái quan trọng bậc nhất đó là cái mình nhìn thấy được, đó là màn hình nha cả nhà. Màn hình mình nên bật độ sáng hết cỡ giúp em nha, con này là OLED nha, độ sáng cao, phơm cũng mỏng, hai con mỏng nè. Đó, cách nhau 700 ngàn cả nhà thấy không, con này mỏng hơn nha. Đó, con này không có bút, con này là S nha, dòng S 2022 đang bán dưới 2,9 triệu, 6 GB RAM 128 GB, nhưng mà tần số quét 144 luôn, lướt nè, lướt là không thấy luôn á, lướt là siêu mượt. Này 144 luôn, hơn cái con của em luôn, con em có 120, 144 rồi. Đó. Chụp hình cũng 50 chấm. Đằng sau hai con giống nhau ha. 6,6 inch nha. Rồi. Cũng còn vài con làm hết thôi nha. Này dưới 2,9 triệu. Này dưới 2,7 triệu, con này dưới 2,2 triệu.
Rồi, em xin hết. Bye bye cả nhà.